Xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay 18 tháng 4, hôm nay là ngày giỗ tổ đúng không ạ? Giỗ tổ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì chúng ta không có giao dịch, thị trường chứng khoán không có giao dịch. Mình tiếp nối cái câu chuyện của thị trường đang trong một cái nhịp điều chỉnh tương đối ở cái xu hướng hiện tại đúng không ạ? Ở cái nhịp hiện tại thì mình rất nhiều đặt nhận được rất nhiều câu hỏi của các anh chị, các bạn trong một vài ngày vừa qua, là cái việc là tiếp tục nắm giữ hay là thoát hết rồi đứng ngoài, hay là chờ mua vào, hay khi nào thì mua vào, lúc nào thì mua vào được, đã mua vào được hay chưa, vân vân. Đó. Thế thì mình chia sẻ ở đây hôm nay là cái chủ đề là những cái điều gì là khó nhất khi chúng ta đầu tư cổ phiếu. Đúng không ạ? Những điều gì là khó nhất? Bởi vì thực tế là khi chúng ta tham gia vào một thị trường thì có nhiều lúc chúng ta không biết đường nào lần cả. Danh mục có những bạn thì có những anh chị thì đang là có lời rất là tốt đúng không ạ, vài chục phần trăm, nhưng mà gặp những thời điểm thị trường điều chỉnh. Còn tất nhiên cái nhịp điều chỉnh này là tương cá nhân mình đánh giá là nó cũng rất là bất ngờ, cũng nhiều thứ là không thể lường trước được. Tuy nhiên thì mình cho rằng nó vẫn là một cái nhịp điều chỉnh trong cái xu hướng đi lên rất mạnh trong thời gian tương lai sắp tới, 1-2 năm tới đúng không ạ? Thế thì nhiều bạn là có đặt câu hỏi là liệu rằng có nên chốt lời ở hiện tại, tất nhiên là mất mất một ít lời rồi đúng không ạ? Đó, giống như mình hôm qua anh hỏi vào tài khoản của mình như nào, mình nói là của mình bây giờ chỉ cần thủng khoảng 1180 1175 gì đó là tài khoản của mình cũng là bắt đầu lỗ lại rồi. Đúng không ạ? Nhưng không còn lời nữa. Nó bào cho 3 cây là thấy muốn mất mớ tiền lời rồi. Thì đấy, nhiều người đang hỏi là bây giờ còn một ít lời có nên chốt rồi để chờ nó giảm sâu mua lại hay không? À, còn một số thì đang bắt đầu lỗ rồi, danh mục lỗ khoảng 7 đến 10% rồi, có nên cắt hay không? À, còn cũng có những người là lỗ vài chục, hai chục rồi, 23-25% rồi, thì có nên cắt hay không? À, có nên bán bỏ hay không, rồi chờ nó giảm rồi lại mua lại hay không? Đó, thế thì mình chia sẻ với các bạn một cái điều, tùy danh mục thì tất nhiên chúng ta sẽ có một cái cách quản lý khác nhau, nhưng mà những cái điều gì là khó nhất trong quá trình chúng ta đầu tư cổ phiếu. Hôm trước mình có tuần trước mình có chia sẻ một cái chủ đề, đó là gì? Chúng ta cần phải hiểu rằng gì? Xu hướng là của thị trường đúng không ạ? Chu kỳ là của ngành nghề. Nó giá trị là của cổ phiếu và mục tiêu đầu tư là của chúng ta. Thì nó cũng gần gần giống với các cái ý đó để cho chúng ta phân biệt được và chúng ta hình dung được cái cách thức chúng ta đầu tư. Thế thì trong quá trình chúng ta đầu tư cổ phiếu thì những điều gì là khó nhất? Nó là những điều chứ không phải là một điều, và cũng chẳng có gì là nhất mà cũng chẳng có gì là tuyệt đối cả, là số 1 cả. Nhưng ở đây mình chia sẻ với bạn là những cái điều gì là khó nhất, và đi vào luôn vào những các cái ví dụ thực tế để cho chúng ta thấy trong quá trình chúng ta đầu tư đúng không ạ? Thì ở góc độ cá nhân của mình, nếu quy hết về thì mình tính ra là cái thứ khó nhất đúng không ạ? Thứ khó nhất đầu tiên đó là cái chọn lựa đúng cổ phiếu, chọn lựa đúng được cái doanh nghiệp để mà chúng ta yên tâm đầu tư đúng không ạ? Cái khó nhất là chọn được doanh nghiệp trong một cái mớ, gọi là nói thật với các bạn là vàng thau lẫn lộn đúng không ạ, hơn 1.600 cổ phiếu trên sàn, doanh nghiệp niêm yết trên sàn, thì chúng ta lựa chọn doanh nghiệp như thế nào? Một trong một mã, hai mã, ba mã, bốn mã, năm mã gì đó trong cả một nùi mã đó, thì cái điều khó nhất là chọn được một cái doanh nghiệp mà chúng ta tin tưởng đủ tốt để chúng ta có thể là xuống tiền đầu tư vào nó. Thì cái khó nhất theo mình vẫn là cái chọn lựa đúng doanh nghiệp, chọn lựa đúng cái cổ phiếu đúng không ạ? Cái đấy là gần như là cái điều khó nhất. Và có nhiều anh chị, nhiều bạn là cứ vào thị trường là cũng chỉ muốn là hỏi thăm về ba chữ cái đó thôi để chúng ta mua thôi. Đó, thì đôi khi có những người, tôi nói thật sự là có những người, người ta có kinh nghiệm, có cái thâm niên đầu tư, hoặc là người ta có cái sự từng trải trong thị trường, thì người ta cũng trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường, rất nhiều các cái biến động của thị trường và thăng trầm của doanh nghiệp, của cổ phiếu, thì người ta có thể nắm giữ được, người ta có thể hiểu được, người ta nắm rõ được các cái ngọn nguồn nguồn cơn của các cái doanh nghiệp như thế trên sàn, thì người ta có thể kể cho các bạn, có thể nhắc cho các bạn và có thể hướng dẫn cho các bạn được. Thì coi như cái phần khó nhất thì cũng có thể là một số bạn có trình độ hoặc là có kiến thức, có kinh nghiệm, người ta cũng sẽ chia sẻ cho các bạn được. Thì coi như là nếu mà chúng ta đầu tư một cách đơn giản thì cái việc khó là gần như đã có người chọn cho các bạn rồi. Thế thì tới những cái việc khó thứ hai đúng không ạ? Cái việc khó thứ hai là cái việc mà chúng ta nắm giữ đúng không ạ? Nắm giữ cổ phiếu khi nó đúng, khi nó tăng.
hay nói đúng hơn nhiều bạn nói là giữ được cổ phiếu khi thị trường uptrend. Tức là sao? Tức là khi các bạn chọn đúng cổ phiếu rồi, hoặc là các bạn không biết chọn, nhưng mà ví dụ tôi chọn cho các bạn rồi đi, thì cái việc các bạn mua vào là ok luôn rồi. Nhưng bắt đầu khi nó tăng, khi nó đi lên á, thì cái việc là khó nhất là chúng ta giữ lại được cái lợi nhuận và chốt lời ở một cái vùng gọi là có thể là mục tiêu của chúng ta. Thì là đó là cái thứ khó mà tiếp theo sau cái phần lựa chọn cổ phiếu. Tức là thà nó sai thì các bạn bỏ thôi, tao lựa chọn nó sai doanh nghiệp, lỗ 20% tao không chịu nữa, tao cắt bỏ thì coi như xong rồi. Nhưng cái chính á, là đôi khi chúng ta đặt cái mục tiêu là chúng ta nắm giữ cổ phiếu đó trong 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó. À, thậm chí là có những bạn gọi là nắm giữ cả đời. Tuy nhiên thì khi nó lợi nhuận được vài chục phần trăm là bắt đầu chúng ta phân vân, là bắt đầu chúng ta mất phương hướng, là chúng ta đắn đo, là chúng ta suy nghĩ. Rồi đôi khi là cũng lời được 30-40% rồi mà tự nhiên đúng cái lúc thời điểm thị trường nó điều chỉnh vài phiên, có khi cả vài tháng, vài tuần, thì cái lợi nhuận của chúng ta nó lại tụt mất. Thay vì đang lời 50% nó giảm cho 3-4 cây như vừa rồi đó, lợi nhuận chỉ còn có 25% thôi, thế là tiếc, tiếc sót và thôi. Nếu để im chắc là nó hết, không còn đồng lời nào đâu, thì tôi tốt nhất là cứ bán ở đây để lấy 20% lợi nhuận trước đã. Tức là cái khó nhất của chúng ta là việc chúng ta nắm giữ cổ phiếu để nó đi hết cái chu kỳ của nó, hoặc là đi hết được cái nhịp tăng của nó, hoặc là đi đúng như cái kỳ vọng của chúng ta là theo vài năm. Thậm chí như chúng ta vẫn hay nói là những cái huyền thoại như Warren Buffett, tại sao ông mua vào gần như rất ít khi ông bán ra, ông chỉ có câu chuyện là mua vào, mua vào, mua vào. Thì lát nữa chúng ta, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cổ phiếu trong cái top ông nắm giữ lâu nhất và nhiều nhất, tại sao nó đạt được cái tỷ suất lợi nhuận khủng khiếp như vậy. Bởi vì nó đa phần là do thời gian. Thời gian là doanh nghiệp nó lớn lên, thời gian là giá trị cổ phiếu nó tăng lên, đúng không ạ? Thì nó mới đạt được những cái mức lợi nhuận khủng khiếp như vậy, nó mới đưa người ta vào top những người giàu, những người có tiền. Nhiều khi mình hay chia sẻ với các bạn là đôi khi chúng ta chỉ cần trải qua 1-2 các cái chu kỳ tăng giảm điều chỉnh của thị trường, 1-2 cái chu kỳ kinh tế, 1-2-3 cái chu kỳ ngành nghề thôi là chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì cổ phiếu mà chúng ta đôi khi chúng ta thấy là đất tăng, vàng tăng, cái thứ quá gì nó cũng tăng. À, mà chúng ta nhìn trong 1 năm, 2 năm thì thấy có thể là những giai đoạn là khó khăn, có những giai đoạn nó tăng rất ít, nhưng mà nhìn xa ra, nhìn dài ra thì chúng ta thấy nó tăng hàng trăm, hàng nghìn phần trăm, đúng không ạ? Nó tăng vài lần là hết sức bình thường. À, ví dụ chúng ta lấy những câu chuyện mà mua đất từ những năm 90 để đến bây giờ, chúng ta nhìn lại, chúng ta bán là nếu tính ra tiền thì hoặc là so với vàng hoặc so với tiền thì thôi, nó cũng tăng vài trăm phần trăm. Thì đó, nó là những con số mà có thể chúng ta cảm thấy nó là khủng khiếp, nhưng mà nó phải trải qua một thời gian rất là dài. Chứ còn các bạn cứ bảo là mua con gì 1 tháng nhân 2 nhân 3 thì nó cũng khó. Mà thậm chí nếu có những con như vậy thì cũng không ông nào để cầm mà nó lời được 100% nhân đôi đâu, đúng không ạ? Lời 10% là xoắn quẩy lên chốt mất rồi, đúng chưa ạ? Và cái khó thứ hai, cái khó này nó cũng có thể nói cho chúng ta, đấy là cái khó mà chúng ta không kiên nhẫn để quá trình chúng ta đầu tư. Chọn đúng doanh nghiệp rồi thì việc của chúng ta là ôm chặt và đồng hành và đi cùng với nó suốt đời, đúng không ạ? Thậm chí để đến đời con cháu. Đó là một cái ý cực hay. Thậm chí Warren họ cũng làm như vậy, ông cũng làm như vậy. À, ông mua cho cái quỹ của ông và ông cứ để thôi, đâu có nhu cầu bán ra đâu. Đó. Thì chúng ta thì đúng là ông bảo là mua để đến đời con, nhưng mà chắc chỉ được 3 tuần là nhanh. Có những người bảo tôi không bao giờ giữ cổ phiếu được quá 2 tuần, chứ đừng có nói là được 3 tuần, 1 tháng hay 3 năm. Nó là thứ gần như là xa xỉ, quá khó, đúng không ạ? Quá khó để chúng ta có thể kiên nhẫn. Tôi nói dù là thị trường có rung lắc, có lay động, rồi có đập lên đập xuống, rồi đồn này đồn nọ, ôi trời, nó dập cho vài phiên là chóng hết mặt mày, là bán tống bán tháo ngay, chứ cần quái gì mà phải vài năm, vài chục năm. Đó là điều lý do mà chúng ta không giàu được và chúng ta không kiên nhẫn nắm giữ được, đúng không ạ? Và cái điều khó thứ ba, đó là cái điều khó là cái sự chờ đợi của chúng ta. Tức là khi mà thị trường nó giảm, đúng không ạ? Và chúng có những bạn là bán ra cổ phiếu rồi, chốt lời rồi đó, thì phải chờ nó điều chỉnh, chờ nó giảm sâu, hoặc là chờ đến những cái vùng giá hấp dẫn thì chúng ta mới mua lại. Tại cái thời điểm mà chúng ta chốt lời đi, tôi nói có thể các bạn chốt lời ngay đỉnh hay ở đâu tôi không biết, nhưng mà khi các bạn chốt lời, tức là cái kỳ vọng của các bạn nó đã không còn nữa, thì các bạn bảo thôi chắc là cổ phiếu của tao nó chỉ tăng tới đây thôi, lời được 20% là thế là ổn rồi, tao chốt lời cái đã rồi chờ nó giảm lại tao mua. Nhưng mà cái câu nói bâng quơ như thế, nhưng mà chờ giảm lại là giảm lại bao nhiêu? Chốt lời 20% rồi khi nó điều chỉnh bao nhiêu thì các bạn nhảy vào, dẫn đến là đôi khi vào lúc nào nó cũng là sai cả, đúng không ạ? Bán đi rồi, chốt lời 20% rồi, đôi khi nó chỉ chỉnh lại có 1-2% là chúng ta đã nhảy vào rồi, chúng ta không chịu
giữ được cái đồng tiền của chúng ta, hay nói đúng hơn là chúng ta gọi là cái khó thứ hai, đó là cái việc mà giữ tiền trong lúc thị trường giảm, chỉ nhăm nhe nhảy vào bắt đáy thôi, chúng ta mất kiên nhẫn, đúng không ạ? Đó, hai cái yếu tố này nói thật là nó chỉ liên quan đến một cái thuật ngữ duy nhất, đó là cái sự kiên nhẫn của nhà đầu tư, đúng không ạ? Kiên nhẫn để chờ đợi những cái thời điểm thích hợp mà chúng ta mua, rồi chúng ta kiên trì, chúng ta nắm giữ để chúng ta đạt được cái mục tiêu, mục đích của chúng ta, có những điều mà nó cao hơn, nó lớn hơn. Ở đây ví dụ mình đi vào những cái ví dụ cho các bạn xem. Thứ nhất là về mặt chỉ số đi, thì chúng ta cũng vậy. À, nếu chúng ta nhìn vào trong một vài ngày, một vài phiên á, thì thôi nó luôn luôn biến động, phiên thì tăng, phiên thì giảm, nhưng mà chúng ta nhìn vào tổng thể thị trường, đúng không ạ? Ở đây đang là đồ thị của chỉ số, tôi đang nói về chỉ số trước. Chúng ta nhìn một góc độ thì ví dụ nhìn đâu đó tầm khoảng 10 năm đi, thì chúng ta thấy là bản thân chỉ số nó cũng sẽ có những cái nhịp, những cái chu kỳ ấy, những cái nhịp nhịp lên và nhịp xuống. Thế thì này, chúng ta nhìn theo năm hoặc là theo một vài ngày, một vài tháng thì chúng ta thấy gần như là không có biến động và không có gì nhiều. Cho nhiều bạn bảo chứ sao mấy năm, bao nhiêu năm mà vẫn loanh quanh 1.200 đó. À, bao nhiêu năm rồi còn vẫn quanh đây đấy. Thì chúng ta thấy là ví dụ trong cái chu kỳ 10 năm của nó, đúng không ạ? Bạn thấy từ 2014 đi, đúng không ạ? Đến 2018, nếu xét về tổng thể nó là vẫn là một cái chu kỳ tăng, đúng không ạ? Trong đó thì nó còn có nhiều cái nhịp điều chỉnh, thậm chí điều chỉnh về tận lại cái vùng vùng đáy của nó ở năm 2014, đúng không ạ? Đến tháng 12 năm 2014 nó lại quay về cái vạch xuất phát của nó ở cái vùng đầu tháng 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 1, tháng 2 năm 2014. Đúng chưa? Đấy, rồi đến tháng tháng 8 năm 2015 nó vẫn lại quay về cái vạch xuất phát của nó. Đó, rồi đến tháng 1 năm 2016 nó vẫn lại ở đâu đó, vẫn quanh quanh vùng 520 này. Tức là nó vẫn đang ở vạch xuất phát, nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn một chút xíu thì đến tổng thể thì những người giả sử chúng ta nắm giữ ở những cái giai đoạn năm 2014, 2015, 2016 thì đến 2018 mà chúng ta vẫn đạt được cái mức lợi nhuận, đúng không ạ? Thì chúng ta thử hình dung xem là nó là bao nhiêu, nó tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, 133%, 130% đi, đúng không ạ? Thì coi như đó là một cái chu kỳ tăng đó. Thế thì trong một cái chu kỳ tăng chúng ta thấy nó vật lên vật xuống, vật lên vật xuống biết bao nhiêu lần, thì chúng ta mà nhảy ra nhảy vào theo những cái nhịp này, đúng không ạ? Thì đôi khi nhảy sai nhịp thì có thể là chúng ta cũng coi như là mất hàng, lại phải mua lại hàng giá cao hơn, và lúc đấy cái xuất phát điểm của chúng ta nó lại khác, nó không còn là ở đây nữa, mà lúc đấy có thể xuất phát điểm của chúng ta nó nằm đâu loanh quanh đây, thì tính ra cái tổng tỷ suất lợi nhuận của chúng ta nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Là nó thay đổi rồi, đúng chưa? Đó, rồi sau đó nó lại đi vào một cái chu kỳ giảm, từ 2018 cho đến tháng 3 năm 2020, ở tháng 4 năm 2020. Thế thì chúng ta thấy nó trong cái chu kỳ đi xuống của nó cũng có vài nhịp nhồi lên, đúng không ạ? Đây này, tháng 6 năm 2018 là nó ở 1.040, nó xong rồi nó lại rơi xuống 809 mấy, xong rồi nó lại lên lại 1.030 vào cái tháng 10 năm 2018, tức là vài tháng sau lại về đấy, xong nó lại nhồi lên nhồi xuống loanh quanh, rồi nó đi ngang gần như là cả năm 2019, rồi Covid xảy ra nó đạp xuống sâu đó. Thế thì chúng ta thấy là trong cái quá trình như vậy, đúng không ạ, trong trong 2 năm, khoảng 2 năm giảm như vậy, thị trường nó đánh mất khoảng 45% cái mức điều chỉnh. Thì giả sử như chúng ta, nếu xét về tổng thể đi, trong nguyên cái chu kỳ giảm này thì các bạn đâu có thể nào mà trong 2 năm giảm như này các bạn đứng ngoài hoàn toàn đó, các bạn phải nhảy ra nhảy vào, nhảy ra nhảy vào vài lần, thì có phải là các bạn nhảy ở đây thì đến tự chung lại đến lúc này các bạn vẫn phải cắt lỗ không? Thị trường mất 45%, đang không nói về cổ phiếu, đang nói về thị trường đó. Rồi sau đó nó lại đi vào một cái chu kỳ tăng khoảng 2 năm, đúng không ạ? Đạt đỉnh của nó khoảng năm 2022, từ 2020 đến 2022, thì các bạn thấy cái chu kỳ này nó cũng tăng rất là mạnh, thần thánh, cũng khoảng 130%, đúng chưa? Đó, nó cũng y như một cái chu kỳ này, tăng 30%. Rồi sau đó thì các bạn thấy trong một cái chu kỳ tăng như thế nó cũng nhồi lên nhồi xuống, nhồi lên nhồi xuống biết bao nhiêu lần, chứ đâu phải nó đi một đường thẳng mà nó lên luôn, đúng không ạ? Đấy. Rồi sau khi nó tăng 130% thì bắt đầu nó cũng lại đi vào một cái chu kỳ điều chỉnh tiếp, mất khoảng 40%, đúng không ạ? Nhịp này mất 45%, nhịp này chỉnh nhanh hơn, mất khoảng 40% từ đỉnh thôi. Đó, và thời gian nó cũng ngắn hơn, cũng ngót nghét khoảng cũng gần mất khoảng năm, đúng không ạ? Gần năm. Đó, rồi sau đó nó điều chỉnh xong thì nó lại đi lên. Thế thì cái chu kỳ này, giả sử chúng ta đang hình dung ở một cái chu kỳ tiếp theo của Vini điều chỉnh xong rồi, đúng không ạ? Cái chu kỳ này là một cái chu kỳ đi lên nữa. Lên tới đâu thì chúng ta chưa biết được, đúng không ạ? Đấy, giả sử hai cái chu kỳ trước tăng rồi giảm, tăng rồi giảm thì nó cũng tầm đâu đó 100 mấy chục%. Giả sử cái nhịp này các bạn cứ đánh cho nó khoảng lên 130% nữa thì chắc nó cũng phải
100% thôi là nó đã lên khoảng vùng 1.800 rồi, đúng không? Đấy, thì giả sử cái trục của nó, cái trục của nó là cái đường màu đỏ này, chúng ta thấy là lên 1.800 ở đâu đó năm 2027, 2028, 2026 gì đó, thì đại loại thế, chúng ta phải hình dung như vậy đó. Thì chúng ta cũng cho nó một cái trục thị trường như này. Thì bản thân trong những năm như vậy, vài năm như vậy thì giá nó cũng cứ vận động quanh cái trục này, kiểu như là cái trục thị trường là vẫn là đi lên, thì nó cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rơi qua khỏi cái trục giá trị, đúng không? Rồi nó lại đi lên, và nó vẫn đi lên đến khi nào nó lại đạt đỉnh khoảng 100, thậm chí 120, 130% gì đó, rồi nó lại có những cái nhịp chỉnh vài chục phần trăm nữa. Chứ chúng ta cứ cứ mong muốn là gì, đây là thị trường nha, chứ chúng ta cũng mong muốn là chúng ta mua cái cổ phiếu nào đó là cứ cắm đầu đi lên hoài, ngày nào vô cũng phải thấy có lãi cơ mới chịu. Còn nó điều chỉnh một vài phiên, một vài tuần chúng ta lại không chịu, mặc dù là chúng ta nắm giữ tính bằng năm, mà cứ nhìn hàng ngày thôi, sáng mở mắt ra nhìn, đêm tranh thủ cũng nhìn, thấy nó lời thì bắt đầu đôi khi mở điện thoại ra nhìn thấy nó lời lời vui vui tự cười một mình, cứ như cái người ngẩn ngơ đúng không ạ, tự nhiên nhìn thấy danh mục có lời là cười. Thế rồi còn danh mục thì lỗ, mở ra thì này lỗ ít, này này ví dụ này danh mục suy giảm 20 triệu, mở ra nhìn cái bỏ ăn, hôm sau thấy nó mở ra nhìn thấy giảm 40 triệu, vò đầu bứt tai, hôm sau nữa nó đạp cho cây nữa lại lỗ thêm 30 triệu nữa, mở ra đá thúng đụng nia. Ủa làm cái gì vậy? Đúng chưa? Mục tiêu của các bạn là ví dụ Vini chẳng hạn, như nhìn về chỉ số đi, tao mua cho đến Vini 1.800 tao mới bán, thì thôi mua xong cất tủ nó đi, nhìn làm gì, chờ khi nào nó 1.800 mở ra xem cổ phiếu của mình nó là bao nhiêu tiền, đúng chưa? Thì bản thân các cổ phiếu nó cũng vậy nha, tôi đang nói bản thân các cổ phiếu nó có một cái trục y như là chỉ số thôi. Ở đây chúng ta đi vào một vài cổ phiếu xem là liệu rằng chúng ta có đủ kiên nhẫn, đủ kiên trì chúng ta nắm giữ cho nó đi theo đúng cái nhịp của nó không, đúng không? Đây, ta cứ mở một cái chu kỳ tầm 10 năm ra thôi. Rất ít ông nắm được 10 năm. Đó, ví dụ như đây là FPT đúng không ạ? FPT thì chúng ta thấy nếu xét về mặt tổng thể thì 10 năm vừa qua là cái trục của nó vẫn đang là đi lên như thế này, thẳng đứng luôn. Đó, còn tăng tỷ lệ trong vòng 10 năm qua đúng không ạ? Từ 2014, 2014 đầu đây. Đó, các bạn kéo từ 2014 lên tới mức đỉnh nhất của nó là 1.350%. Xin thưa các bạn, nếu ai nắm từ đây là biểu đồ của mình ha, biểu đồ cổ phiếu của mình là khi chia chác này kia là nó đã tính giá điều chỉnh vào trong cái biểu đồ rồi. Đó, cho nên là các bạn cứ kéo lên, các bạn thấy lát nữa tôi chia sẻ một số các cổ phiếu của thị trường Mỹ ấy, khi chia nó không có điều chỉnh giá đâu, thì nó sẽ thực tế hơn. Đó, chúng ta nhìn nó đỡ ghê hơn nhưng mà thực chất nó lời khủng khiếp luôn. Đó thì chúng ta thấy là nếu các bạn nắm giữ cổ phiếu của thằng FPT này từ năm 2014 chưa? Đúng không? Tháng 5 2014 đến tháng 5 năm nay, tức là đúng tròn 10 năm. Đó, thì các bạn chỉ cần mua vào, cất đấy không cần làm gì. Đúng không ạ? 1.350% coi như là 13 lần đi. Nếu các bạn bỏ 1 tỷ lúc đấy các bạn mua, bây giờ các bạn bán hết thì các bạn có 13 tỷ. Đúng chưa? Thế các bạn giả sử đi, các bạn mua một lô đất 1 tỷ của năm 2014. Nếu hôm nay các bạn bán lô đất thì được bao nhiêu, cũng tính ra được cái tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu tiền. Đấy, cổ phiếu cũng thế, chỉ mua thôi, cất đấy không làm gì hết. Đấy, nhưng mà các bạn hình dung trong một cái câu chuyện 10 năm như thế thì nó cũng lại trải qua biết bao nhiêu sóng, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn vô xem nó đi bao nhiêu sóng. Nó cũng có những sóng tăng, cũng có những sóng giảm của nó cũng có những chu kỳ, đúng không ạ? Đấy, về tháng 3 năm 2020 nó đi lên một chu kỳ. Đó, trong một cái chu kỳ đó cũng nhồi lên, nhồi xuống, nhồi lên, nhồi xuống biết bao nhiêu lần thì cũng có những nhịp điều chỉnh. Đó, rồi sau đó trong cái năm 2022 nó cũng điều chỉnh tương đối này. Đó. Thì giả sử chúng ta cứ cân đo đong đếm, chúng ta đếm từng nhịp rồi cứ thoát ra thoát vào. Đó, điều chỉnh từ đỉnh xuống nó cũng mất 30%. Đúng chưa? Rồi sau đó ví dụ từ đáy này nó hồi lên của năm nay thôi. Đó, từ đầu năm 2023 đến nay thì nó cũng hồi lên được hơn 100% rồi. Đó. Thế thì các bạn hình dung như vậy, giả sử như những cái nhịp như thời điểm hiện tại đi, bản thân các bạn đang nắm giữ cổ phiếu này mà các bạn mua từ vài chục năm rồi thì các bạn sợ gì, đúng không ạ? Tiền chục năm hoặc vài năm rồi các bạn chẳng sợ, mua từ đầu năm 2022 hoặc mua 2021, thậm chí mua từ đầu năm 2023, đầu năm 2024 thì bây giờ nó chỉnh một chút xíu thôi, nó cũng là đang trong một cái tổng thể rồi, đúng không ạ? Nguyên cái nhịp này nó cũng là nhịp lên, thì nó sẽ có những nhịp chỉnh vài chục phần trăm như vậy là hết sức bình thường. Kiên trì nắm giữ để đạt cho mình một cái mục tiêu đó. Rồi bất kể một cổ phiếu nào khác đi ha, chúng ta thử xem một con ngân hàng nào đó đi. Đó, các bạn cứ nhìn một cái chu kỳ của nó tầm 10 năm đi. Đây, ông này 10 năm của ông này nó nằm loanh quanh đâu đó, các bạn tính thử xem nó tăng được bao nhiêu phần trăm rồi. Tháng 4 2024 đây. Đỉnh cao nhất của nó đây cũng 800%. Đúng không ạ? Đấy, bỏ ra 1 tỷ lúc đấy bây giờ bán 8 9 tỷ rồi.
mà trong cái nhịp đấy các bạn nhìn này, nó cũng có bao nhiêu cái nhịp điều chỉnh, đúng không ạ? Các bạn đếm thử những cái nhịp điều chỉnh như này thôi, trong một cái chu kỳ của nó cũng mất vài chục phần trăm nếu chúng ta bán, đúng không ạ? Và trong cái lúc chúng ta nắm giữ, đúng không ạ? Các bạn đang lời 100% chẳng hạn, nó chỉnh 30% thì các bạn chỉ còn lời 70% thôi. Đó, có những nhịp chỉnh tới 40% này, đúng chưa? Có những cái nhịp điều chỉnh giảm nhiều hơn nữa này, 35% này. Nhưng mà giả sử những lúc như đấy, đấy, tôi nói giả sử các bạn mua cổ phiếu vào năm 2018 đi. Đó, rồi các bạn ôm những nhịp chỉnh như này, các bạn không bán ra, các bạn cứ giữ, thậm chí giữ đến giờ luôn, có những nhịp chỉnh vài chục phần trăm như thế này. Đối với cổ phiếu nhé, các bạn vẫn giữ thì đến thời điểm này đây, các bạn xem là các bạn vẫn lời nhuận bao nhiêu, 2018 đâu, đây. Đó, bán thì vẫn lời hơn 300% mà. Chứ chúng ta tội gì cứ để cho những cái nhịp rung lắc của thị trường á. Tức là tôi đang nói chuyện với những người mà xác định đầu tư lâu dài, đầu tư theo đúng chu kỳ, theo trend của thị trường. Tôi nói ví dụ giả sử như nhịp này mình nói rồi, 2023, 2024 cổ phiếu cứ mua, cất đó, 2026, 2027 bán. Đó thì các bạn ít nhất các bạn phải chờ cho tôi tới cái thời điểm đó đi rồi tính. Chứ còn những cái nhịp rung, những nhịp lắc như thế này á, thì nói thẳng là nó vô rung rũ cho những người mà sử dụng đòn bẩy cao, những người đầu cơ cường độ cao là người ta phải bán cắt, bán tống, bán tháo thôi. Đúng không ạ? Rồi nãy là gì rồi? FPT rồi, Vietcom rồi đúng không ạ? Xem cổ phiếu khác thôi, SSI thôi. Đó, SSI vậy, các bạn tính trong 10 năm xem tính là cái tổng giá trị của nó là bao nhiêu. Đúng không ạ? Đây, 2024 nó nằm quanh đây, 2014 chứ. Đỉnh cao nhất của nó là cũng còn gần 900%. Đúng chưa? Tuy nhiên thì trong đấy các bạn thấy có những nhịp là năm như 2019, 2018 nó điều chỉnh từ đỉnh về. Đó, nó quay lại đáy cũ luôn, mất khoảng 70, hơn 70% trong cái nhịp chỉnh của tháng 4 năm 2018 về tháng 3 năm 2020 đó. Thì giả sử như vậy đúng không ạ? Giả sử chúng ta mua ở đây thì đến thời điểm này nếu giả sử chúng ta bán ra coi như vẫn huề, không không cần các bạn chốt ở đây. Nhưng mà những người kiên nhẫn hơn, nắm giữ hơn thì chúng ta nắm giữ để đến vùng này chúng ta chốt, hoặc là đạt được những kỳ vọng chúng ta gọi là chúng ta đầu tư lâu dài mà tính theo năm mà, đúng không? Đó, rồi đôi khi nhá, tôi bảo là cái việc mà chúng ta nắm giữ các cái cổ phiếu là chúng ta không nắm giữ hết chu kỳ, và chúng ta thấy là như cái nhịp này nó tăng từ tháng 3 2020 đến đến đỉnh của nó là 800%. Xin thưa các bạn là có bạn nào nắm giữ để ăn được trọn 800% này không? Hay xin thưa các bạn chỉ đớp được khoảng 8% trong số 800% đó đã là may rồi. Đã là gọi là đi khoe khắp nơi, khắp làng, khắp xóm rồi. Đúng chưa? Đó. Thì một cái chục thôi, đây một cái chu kỳ này đó, nó tăng 800%. Thử hỏi nha, tôi nói thử hỏi rất nhiều người nắm giữ cổ phiếu SSI này, đúng không ạ? Đó, nhưng mà xin thưa các bạn là thậm chí có những người là gì, cũng có người sẽ đi khoe với các bạn là tao vào ra đúng nhịp để tao ăn được hơn 800% đối với con SSI, ví dụ vậy. Rồi có những người khoe là tao sử dụng đòn bẩy nữa tao phải lời tới mấy nghìn phần trăm so với con SSI. Xin thưa các bạn, đấy chỉ là một cái thiểu số thôi và không phải là yếu tố phổ quát. Và đã không, đã là thiểu số, đã không phải là yếu tố phổ quát thì nó không áp dụng cho tất cả mọi người được, chỉ là trường hợp cá biệt thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta không không nên theo những cái trường hợp cá biệt như vậy đó. Mà chúng ta nhìn tổng thể này, giả sử cái việc đấy năm 2020, 2019 đi đó, không cần gì tính 2020, 2019 các bạn mua vào cổ phiếu đi đó, nó điều chỉnh bao nhiêu phần trăm của cái nhịp rơi năm 2020 các bạn không bán, các bạn ôm nắm giữ các bạn cũng phải có được vài trăm phần trăm. Nhưng mà ai là người nắm giữ được như thế, đúng chưa? Cái khó nhất là như vậy, cái khó nhất là cái việc chúng ta nắm giữ đó, rồi sau khi nó tạo đỉnh xong thì các bạn thấy nó điều chỉnh này, nó cũng phải đánh mất vài chục phần trăm ở khúc này, bảy mấy phần trăm đây, rồi đến bây giờ các bạn thấy khi nó hồi lên lại, đúng không ạ? Đó, thì giờ chúng ta giả sử đi, giả sử chúng ta tính là đây là đáy của nó rồi, thì cái trục giá trị của nó, ví dụ con này nó vẫn đi lên tiếp đi, tôi nói giả sử lên khoảng 50 nghìn một cổ đi, đúng không ạ? Đó, thì các bạn mua ở những vùng dưới như thế này rồi. À, thậm chí mua ở trên này cũng chẳng sao cả, các bạn mua dưới 30, 40, 35, 40 gì đó, nhưng mục tiêu của các bạn là 50. Thì những cái nhịp điều chỉnh như này, có tiền thì mua thêm, không có tiền thì thôi, ngồi chờ, cứ ngồi im cho tôi, đúng không ạ? Chờ đến năm 2025, 2026 gì đó nó lên 50.000 cổ ta bán thì thôi. Còn nó lắc đây này, đây các bạn thấy này, trục giá trị đây, đúng không ạ? Nhồi lên, lắc xuống, lắc lên, lắc xuống, ai cũng thấy khi nó chạy qua rồi á thì ai cũng kỳ vọng mà tại sao không chốt ở đây rồi xuống đây mua lại. Và xin thưa các bạn, lúc nó lên đây này thì nếu các bạn chốt xong mà nó không xuống mà nó lên tụn trên này thì các bạn mua vào giá nào, đúng chưa?
Cái chính là chúng ta nhìn vào cái đồ thị nó đã trải qua rồi và chúng ta cảm thấy tiếc nuối và chúng ta mới nói với nhau là tại sao tạo không bán ở đây rồi lại đi mua ở đây. Ông là broker, ông là gì, ông giỏi phân tích kỹ thuật nó, ông sao tại sao ông nói tao thoát hàng ở đây rồi về đây tao mua lại. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn cứ nghĩ là các bạn mua được nhiều hơn nhưng mà nó đi qua rồi các bạn mới biết. Thế thì những cái người này, tôi nói những cái người người ta mua ở vùng này này, đúng không ạ? Thì những cái nhịp chỉnh này họ vẫn, tôi nói thẳng là vẫn đang lãi lồi mồm mà, cần gì phải sợ. Đúng không ạ? Các bạn mua SSI giá 18, giá 20 ở đây nó cứ đi lên tới đây. Lên tới đây rồi. Thế nhiều bạn bảo lên 36 không bán đi để về 20 mua lại. 36 không bán về 26 mua lại. Nếu lúc bán ở 26 mà tôi mà biết nó về 26 á, tức là khi nó lên 36 rồi mà tôi biết nó sẽ về 26 thì chắc chắn tôi cũng bán. Cái chính là cái chúng ta không biết. Các bạn hiểu không ạ? Mà cái tôi chỉ biết rằng nó sẽ lên 50. Cái đó là điều chắc chắn. Đúng chưa ạ? Các bạn phải hình dung như vậy, tức là ví dụ mục tiêu của tôi mua SSI quanh vùng 20 lên 50 tôi bán này, thì tôi không cần biết như thế nào nhưng tôi chỉ biết là con này nó sẽ về vùng 50 trong tương lai. Thế thôi. Chứ tôi không thể nào tôi biết rằng nay nó 36 rồi nhưng mà một tuần sau là nó là còn 26 thôi. Thì chắc tôi cũng phải bán đi để tôi mua lại chứ, cái chính là tôi không biết, nó phải trải qua rồi. Lúc lên tới đây cũng vậy, các bạn bảo ông mua 20 rồi, lên tới 40 rồi tại sao không bán đi, rồi chờ nó về lại 30 rồi ông mua. Mà cái chính là tao chỉ biết nó sẽ lên 50 thôi, còn nó chỉnh về tới đâu tao lại không biết. Đúng chưa? Thế thì ví dụ các bạn mua đây rồi, lên tới đây không biết, về tới chỉnh về tới đây còn tiền thì ta mua thêm, không còn tiền thì thôi. Lên tới đây mà ta không bán, nó chưa đạt mục tiêu của ta là 50 mà, đúng không ạ? Chỉnh tới đây có tiền thì mua thêm, không có tiền thì thôi. Thế thôi, cứ cất tắt máy, cất tủ chưa? Không việc gì các bạn phải sợ cả. Đúng không ạ? Một số các cổ phiếu khác các bạn thấy những cái chu kỳ đi của nó, cái tỷ suất lợi nhuận hoặc là cái tăng trưởng của nó xét về lâu dài nó cực kỳ khủng khiếp luôn. Nhưng mà chúng ta cứ nói thật với bạn là các bạn cứ tham lam rồi các bạn cứ bị những cái nhịp rung lắc. Đây như Bình Minh đúng không ạ? Như Bình Minh đây từ 2014. Các bạn kéo cho tôi lên tới đây đỉnh của nó 500%. Đấy, có những nhiều thời điểm này, nhiều thời điểm đây. Năm 2020 nó về đúng cái nhịp xuất phát của nó 2014. Đó, chứ đâu phải là chúng ta bảo lên tới đây là chúng ta chốt. Rồi về đây ta mua lại, nó nhìn về quá khứ thì dễ thấy lắm. Đúng không ạ? Soi về lịch sử thì dễ thấy và lịch sử thì không thể thay đổi được. Đó là những cái thứ. Rồi đây nữa này. Từ năm 2020 đúng không ạ? Đến thời điểm này. Đấy các bạn thấy từ năm 2020. À nhầm. Đó, đến thời điểm này nó tăng bao nhiêu? Tăng 400%. Nhưng mà nó cũng có những giai đoạn nó đi ngang chán nản như thế này đấy, mất cả 2 3 năm trời. Đúng không ạ? Rồi mà nó không phải đi ngang nhưng mà tính là nó nhịp nhồi chụt như thế này, cũng rất nhiều người rung động. Đúng không ạ? Rồi cũng sẽ có rất nhiều người mất hàng ở trong giai đoạn này và sau đó lại đi lên. Đó, đi lên xong rồi nó cũng có những giai đoạn rung lắc như thế này. Đó. Rồi bây giờ như này có thể nó sẽ tạo nền đây rồi lại đi lên một cái nhịp nữa. Đó, rồi 2 3 năm sau chúng ta lại thấy nó ở đâu đó trên 200.000 này, rồi chúng ta lại quay lại chúng ta ngó rồi chúng ta lại tiếc. Và chúng ta lại so. Đúng chưa ạ? Cho nên mình mới nói mọi người rồi, là chúng ta xu hướng là của thị trường, biết xu hướng đi tới đâu, đúng không ạ? Biết chu kỳ của ngành nghề, biết giá trị của doanh nghiệp, thế là chúng ta mua và chúng ta cứ kiên nhẫn, chúng ta nắm giữ thôi. Tôi nói rồi, mua đầu tư gọi là, mình hay nói mọi người là đầu tư, chứ còn đầu cơ cường độ cao, đúng không ạ? Sử dụng đòn bẩy, sử dụng margin này kia thì chịu thua, mình không nói được. Ở đây mình có ví dụ cho các bạn đối với cái cổ phiếu của Mỹ, chẳng hạn cổ phiếu của Warren Buffett, ông nắm giữ đúng không ạ? Apple đúng không? Ông mua Apple từ năm 2013. À, các bạn so 2013 đâu, đây là biểu đồ một tháng nha, không có thông tin cho nên mình nắm biểu đồ một tháng của thằng Apple. Đây ông mua năm 2013, ông nắm giữ đến thời điểm cao điểm nhất, hoàn tính thời điểm hiện tại thôi, đúng không ạ? Lợi nhuận 1.300%. Trong này á, là hàng năm nó chia cổ tức này kia là nó không tính vào trong này nhé, mà cổ phiếu Mỹ chia cổ tức là cổ tức, không có phải tính giá điều chỉnh gì hết. Đó, thì các bạn thấy này, 10 năm tính từ 2013 đến bây giờ, tính với giá hiện tại thôi, không cần tính giá ở trên đỉnh là 200.000 một cổ đâu. Tính 200.000 cổ thì ông đạt tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu? Gần 1.600%. Nhưng mà tính thời điểm hiện tại thôi. Đó, là hiệu suất là 1.300% sau 10 năm. Đó. Không tính cổ tức hàng năm đâu, sau 10 năm thì cổ tức nó cũng ới trời ơi nữa rồi, nhiều lắm rồi. Đúng giờ các bạn nhìn vào cái danh mục của người ta mua và người ta nắm giữ như vậy thì các bạn thấy đấy, bản thân những cổ phiếu như thế này đúng không, nó cũng những giai đoạn trồi sụt đấy này, đúng không? Có những giai đoạn nó đánh mất vài chục phần trăm đây, giả sử như lúc các bạn bán ra rồi mà lên tới đây các bạn mua lại thì làm gì các bạn còn được đạt được những cái hiệu suất như vậy hay những cái tỷ suất như thế, đúng không ạ?
Nó rồi một số các cái cổ phiếu khác gì nhỉ? Coca-Cola đúng không ạ? Đấy, Coca-Cola thì ông còn mua sớm hơn, ông mua từ những năm như 1988 thì phải. Bây giờ 1988 nó ở mãi đầu dưới này này. Không không tìm thấy chỗ mà soi luôn ấy. Đó, thì các bạn thử tính xem cái hiệu suất của ông đây những năm 1988 đây. Rồi tính mão mão thôi. Bạn kéo lên xem cái hiệu suất của ông ấy bao nhiêu. 6.000 hơn 6.000%. Không tính cổ tức nha, cổ tức con này năm nào cũng chia 1 đô 2 đô chia hoài luôn á. Đó. Bạn thấy tỷ cái hiệu suất tức là nó lên khủng khiếp như thế. Đúng không ạ? Cái tăng trưởng của doanh nghiệp nó khủng khiếp như thế. Cái đây tôi so sánh để cho chúng ta hình dung kể cả thị trường chúng ta và thị trường của Mỹ nha. Chứ không phải là cứ bảo là lôi mấy ông huyền thoại hoặc là mang cái lịch sử ra mà soi. Đây, các bạn thấy không? Trong quá trình người ta nắm giữ nó cũng đi lên, nhưng mà rồi tại sao ví dụ các bạn bảo sao Warren không lúc này không bán đi về đây mua lại? Ông có biết đếch đâu. Tôi nói thật ông cũng chẳng biết đâu. Ông bảo tao chỉ biết là tao mua vào rồi tao chờ nó lên 100 đô một cổ tao mới bán hoặc là tao nắm giữ suốt đời luôn. Đó ông nắm giữ từ năm 88 giờ có bán ra đâu, thậm chí chỉ có mua vào thôi. Chia cổ tức bằng cổ phiếu thì để đấy, chia cổ tức bằng tiền thì lấy tiền đi mua thêm nó hoặc mua thêm cổ phiếu khác. Người ta cứ nắm giữ như thế đó. Chứ các bạn ấy bảo ở đây thì nếu giả sử các bạn nhìn đồ thị bảo, Warren ngu thế nhỉ, năm 98 mà nắm giữ được 10 năm rồi sao không chốt lời đi rồi sau đó mua lại. Ông không có khái niệm bán ra luôn các bạn. À, đúng chưa? Cho nên là người ta mới đạt được những cái hiệu suất như vậy, những cái đợt gọi là những cái chiến thắng nó lớn như thế này. Chúng ta thấy có những cái nhịp nó điều chỉnh đây trong vòng 2 tháng rồi nó giảm mất 40%. Thì xin thưa khi các bạn đã nắm giữ đủ lâu cái lợi nhuận của các bạn đủ lớn giảm 40% trong số 6.000% thì như là muỗi chích luôn đúng không? Không bằng muỗi chích, không bằng kiến cắn, sao mà đi so với người ta được? Đó, một số các cổ phiếu khác mà ông nắm giữ cũng rất lâu là American. Cổ phiếu này hình như năm 1993 đúng không ạ? American đúng không? Ông mua từ năm 1993 đến 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 bây giờ à, vẫn mua thêm và nắm giữ thôi chứ không có khái niệm bán ra. Đó thì các bạn soi thử xem cái lợi nhuận nó khoảng bao nhiêu. Con này cũng ới giời ơi luôn, cũng 5-6.000% này. Các bạn thấy khủng khiếp không? Đó. Rồi xong rồi đi soi vào đồ thị đi, rồi bảo ông ấy tại sao những năm mà nó giảm mạnh như thế này ông không bán ở đây, rồi ông không mua ở đây, xong rồi lên tới đây ông bán ở đây ông mua ở đây, ông người ta đâu anh dân dân trader như vậy thì các bạn thấy là chỉ vặt được những ông trader gọi là mua ngay đây bán ngay đây thì các bạn vặt được vài phần trăm, so gì chỉ là mỗi chích so với ông thôi. Đó. Occidental Petroleum cùng này ông mới mua năm 2022 đến giờ thôi. Đó. Ông thường ông bảo là ông mua ra không có khái niệm bán đâu các bạn. Đấy, 2022 chắc nó mới mua đây thì chắc chưa được bao nhiêu đâu. Mới được 130 mấy phần trăm thôi. Đó, thì đấy một vài các cái cổ phiếu đúng không ạ? Mà các bạn theo dõi để mình chia sẻ thêm cái câu chuyện là liên quan không ở thị trường chúng ta đâu, ở Bank of American. Cổ phiếu này ông cũng nắm giữ khá lâu này. Đó, cổ phiếu này mới mới nói cho chúng ta thấy nhiều thứ này. Đúng không ạ? Mua từ cái đợt mà khủng hoảng năm 2008, 2009 đó. Đây. Mua vào ngày đây đó, và người ta nắm giữ đến bây giờ. Bây giờ thì được khoảng 700 mấy phần trăm thôi, cao điểm nhất của nó cũng khoảng 1.000 phần trăm. Đó thì các bạn nhìn vô các bạn cứ 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 mong rằng là gì bán ngay đỉnh rồi lại mua lại ngay đáy thì làm gì có đâu. Đúng không ạ? Ông bảo ra đây, à, tao mua ngay đây rồi đó. Bây giờ tao cứ nằm im tao chờ và thậm chí là không bán luôn, để suốt đời luôn. Thế thì các bạn thấy những cái nhịp điều chỉnh như thế này có là cái nghĩa địa gì đâu? Và người ta quên luôn đi mà người ta chẳng cần xem bảng điện đâu. Đúng không ạ? Còn chứ còn chúng ta cứ nhìn nhảy được 5-3% là chúng ta xoắn quẩy hết lên. Lãi 5-3% cũng xoắn mà lỗ 5-3% cũng sợ rồi thì không bao giờ đầu tư lâu dài được, không bao giờ nắm giữ được. Thì đó, đấy là cái cách thức mà mình chia sẻ thêm với mọi người trong cái video ngày hôm nay thôi, liên quan đến các cái cổ phiếu, các cái diễn biến của thị trường và những cái điều khó nhất. Cái điều khó nhất tôi nói thật bạn là chọn lựa đúng doanh nghiệp. Là cái khó nhất, có thể tôi giúp cho các bạn được cái câu chuyện đó hoặc là các bạn đi hỏi những người có kinh nghiệm hơn, người ta giúp cho các bạn được câu chuyện đó. Thì cái khó nhất người ta đã làm rồi. Cái khó thứ nhì đúng không ạ, là kiên trì và nắm giữ. Cái đấy mà các bạn không làm được nữa thì không bao giờ đầu tư dài hạn được, đúng không ạ? Và không bao giờ mà bảo là sẽ có những cổ phiếu trong danh mục mà lãi vài trăm phần trăm, vài chục vài hàng nghìn phần trăm ở trong này là gần như là không tưởng, không bao giờ có và các bạn không bao giờ đâu. Còn mấy bố cứ suốt ngày lên mạng hô siêu cổ cái vẹo gì mà đi nắm được có 10-15% đã chốt rồi mà gọi là siêu cổ. Đúng không ạ?
lúc nào cũng cứ khoe siêu cổ này siêu cổ kia và đánh đớp được có 5-3% mà gọi là siêu cổ. Nếu biết nó là siêu cổ, tôi xin thưa các bạn là cứ ôm ở đấy đi, ăn phải cả 1000% ấy. Mà cứ đớp được 3 ngày được 2-3% là lại xoắn, thì cứ vào cắt mua mua xong rồi stop loss, mua xong rồi top loss, mua giá 70 chạm 68 cắt, nhưng mà nhiều khi mua xong cái nó chạm 68 luôn rồi cắt vào mắt. Đúng không? Các bạn đừng có đi theo những cái dạng khuyến nghị như vậy và đừng có mua những dạng kiểu kiểu như vậy. Đúng không ạ? Tôi nói phóng tầm nhìn của các bạn xa ra, các bạn lùi lại chậm lại một tí sẽ thấy đời nó mênh mông và trời cao biển rộng hơn rất là nhiều. Tôi nói thật là bản thân thị trường khi nó điều chỉnh, tôi biết là rất nhiều người buồn, đúng không? Rất nhiều người thua lỗ, các bạn mất thua lỗ, đúng không? Thì cái danh mục của các bạn đấy là những người mà vay vay margin cao thì phải bán cắt đi để gọi là để trả thôi, đúng không? Còn chúng ta thì nếu chúng ta không có đòn bẩy, không có gì hết mà mục tiêu của chúng ta xa hơn, kể cả tôi nói như Vini đó, mục tiêu của các bạn là gì, chờ nó về 1800 thì xin thưa các bạn là nó sẽ về đó. Có thể là 2026, 2027 gì đó nó về tới đó. Thì các bạn cứ yên tâm mà nắm giữ đi. Giờ nó có lắc về 1100, sau đó nó quành lên 1300, sau đó nó lại vòng về 1200, trong nó cứ loằng ngoằng, thậm chí 5 năm sau các bạn vẫn có thể sẽ thấy những cái nhịp nó test về lại 1200 cơ. Vẫn là câu chuyện đó thôi. Đúng không ạ? Nó cứ đi vòng lên, vòng xuống, vòng lên, vòng xuống như thế này rồi kiểu gì nó cũng chạm tới mức đấy. Thì chúng ta cứ đạt giữ để cho đạt được cái mục tiêu của mình. Kiên nhẫn vào, tôi nói rồi. Khó nhất là chọn lựa. À, đã chọn lựa được rồi thì cái tiếp theo, cái khó tiếp theo là kiên trì mà giữ thôi. Cái đấy là những cái thứ khó nhất thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.